Nhân ái mến chào quý vị và các đồng chí đang theo dõi chương trình truyền hình thanh niên kỳ này. Chương trình do Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Đài truyền hình thành phố thực hiện. Thưa quý vị và các đồng chí, hàng năm các hoạt động tình nguyện hè luôn được tuổi trẻ thành phố xung kích thực hiện với nhiều hoạt động thiết thực và đầy sôi nổi. Ngay sau đây, mời quý vị và các đồng chí theo dõi các hoạt động đầy ý nghĩa và các đội hình tình nguyện trong tuần vừa qua. Ban Thường vụ Thành đoàn và Ban Giám đốc Công an thành phố tổ chức lễ trưởng thành cho thiếu nhi tham gia học kỳ công an năm 2024 và kỷ niệm 10 năm liên tịch phối hợp tổ chức học kỳ này. Qua 6 ngày huấn luyện, các chiến sĩ nhí đã trở nên tự tin, tích cực và có ý thức chấp hành kỷ luật, kỷ cương hơn. 100 chiến sĩ nhí tham gia học kỳ đã được nhận chứng nhận hoàn thành khóa học, ghi nhận và khích lệ cho nỗ lực của các em. Dịp này, học viên trưởng thành từ học kỳ công an và phụ huynh có con em tham gia khóa học cũng đã giao lưu, bày tỏ tình cảm, sự biết ơn của mình đối với chương trình. Đồng thời, phụ huynh có con em tham gia chương trình cũng bày tỏ mong muốn chương trình tiếp tục được mở rộng quy mô để ngày càng nhiều trẻ em thành phố được tham gia huấn luyện, có một mùa hè bổ ích và an toàn. Trong khuôn khổ lễ kỷ niệm, Ban Giám đốc Công an thành phố đã trao giấy khen cho 2 tập thể và 13 cá nhân có đóng góp tích cực và hiệu quả cho chương trình trong 10 năm qua. Cùng với đó, Thành đoàn thành phố cũng đã tặng bằng khen cho 2 tập thể và 30 cá nhân góp phần tạo nên thành công cho chương trình. Trải qua 10 năm không ngừng hoàn thiện và nâng cao chất lượng, chương trình huấn luyện học làm chiến sĩ công an đã tạo được uy tín, thu hút sự quan tâm và tin tưởng của quý phụ huynh và con em trên địa bàn thành phố. Tin rằng chương trình sẽ ngày càng phát triển và đầu tư hơn nữa để tạo nên một mùa hè lành mạnh và đáng nhớ cho các em thiếu nhi, ươm mầm trong các em ước mơ trở thành những chiến sĩ công an để bảo vệ, xây dựng đất nước hôm nay và mai sau. Ngày hội Sống Xanh lần thứ 6 năm 2024 với chủ đề Em yêu thành phố của em, thành phố màu xanh diễn ra sôi nổi tại công viên Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình với sự tham gia của gần 350 em thiếu nhi trên địa bàn quận. Ngày hội với đa dạng các hoạt động như hội thi trình diễn thời trang tái chế chủ đề Em yêu thành phố của em, thành phố màu xanh, chương trình thu hồi pin cũ bảo vệ trái đất xanh, sân chơi hành trình sống xanh, lồng ghép thông điệp tuyên truyền về bảo vệ môi trường, bảo vệ đa dạng sinh học, bảo vệ động vật quý hiếm và hưởng ứng trào lưu sống xanh trong thanh thiếu nhi. Ngày hội sống xanh được Ban chỉ đạo hè quận Tân Bình tổ chức định kỳ hàng năm nhằm tuyên truyền vận động nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi, thế hệ trẻ nâng cao nhận thức, tích cực hưởng ứng tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, đảm bảo mỹ quan đô thị, xây dựng nếp sống văn minh nơi công cộng. Thực hiện kế hoạch của Ban Thường vụ Thành đoàn về việc tổ chức hoạt động hè cho thiếu nhi năm 2024, Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Công nhân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức trại hè học kỳ hồng cho con em của cán bộ công nhân viên, người lao động lưu trú trên địa bàn thành phố năm 2024. Trại hè diễn ra trong 2 ngày, 13 và ngày 14 tháng 7 tại Cần Giờ, với sự tham gia của 236 trại sinh là các em đội viên học sinh từ 9 đến 15 tuổi. Chương trình gồm các hoạt động rèn luyện kỹ năng, làm việc nhóm, phát triển tư duy thông qua các trò chơi tập thể. Ngoài ra còn giúp các em tìm hiểu về môi trường, hệ sinh thái, hệ động thực vật trong rừng ngập mặn Cần Giờ. Trại hè học kỳ hồng không chỉ nhằm tạo ra một sân chơi hè vui tươi và ý nghĩa, mà còn là dịp để giáo dục truyền thống yêu nước, tạo điều kiện cho các em rèn luyện các kỹ năng thực hành xã hội. Bên cạnh đó, tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn. Trung ương Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, Hội Thầy thuốc trẻ thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với công ty Manulife Việt Nam tổ chức chương trình Ngày hội tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng năm 2024, khám và sàng lọc các bệnh lý về tiêu hóa cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh tiêu hóa là một trong những vấn đề sức khỏe phổ biến hiện nay. Những bệnh thường gặp như viêm loét dạ dày, tái tràng, hội chứng ruột kích thích, bệnh trào ngược dạ dày đến những bệnh lý vô cùng nguy hiểm như ung thư dạ dày và ung thư đại trực tràng, gây ảnh hưởng tâm lý và sức khỏe cho mọi người. Và bất cứ ai ở lứa tuổi nào cũng có thể gặp những vấn đề này. Việc tầm soát và phát hiện bệnh sớm sẽ giúp cho người bệnh điều trị dễ dàng và nhanh chóng. Trong chương trình, 1.000 người dân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được khám bệnh tổng quát, khám chuyên khoa, được chụp X-quang, siêu âm và điện tim, phát thuốc kê đơn và thực hiện bởi đội ngũ các y bác sĩ trẻ tình nguyện của các bệnh viện lớn trên địa bàn thành phố và đặc biệt được xét nghiệm sàng lọc vi khuẩn HP dạ dày, được tư vấn sức khỏe liên quan đến các bệnh lý về tiêu hóa. Nằm trong chuỗi các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2024, Ban Thường vụ Thành đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ phát động ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông năm 2024 với sự tham gia của hơn 400 đoàn viên thanh niên đến từ các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Tại buổi lễ phát động, đồng chí Trần Thu Hà, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những kết quả đạt được của các cấp bộ đoàn hội thành phố và nhiều đội nhóm tình nguyện trong công tác tham gia xây dựng văn hóa giao thông. Thông qua các hoạt động của ngày cao điểm, đồng chí Trần Thu Hà mong muốn tuổi trẻ thành phố tiếp tục phát huy tinh thần xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên và chiến sĩ tình nguyện tham gia bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lan tỏa và hình thành văn hóa giao thông trong thanh thiếu nhi và người dân để hướng đến kết quả giảm tải tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức đã giới thiệu và ra mắt đội hình phản ứng nhanh đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Cùng với đó là hoạt động trao tặng quà cho các đoàn viên thanh niên và người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi an toàn giao thông, thể hiện sự đồng hành, chăm lo và động viên của ban tổ chức. Ngay sau lễ phát động, nhiều hoạt động thiết thực đã được diễn ra. Các bạn đoàn viên thanh niên được tìm hiểu thêm về kiến thức pháp luật, văn hóa giao thông từ hội thi Rung Chuông Vàng. Nhiều gian hàng trò chơi tìm hiểu kiến thức cũng thu hút đông đảo các bạn trẻ tham gia. Đặc biệt là tọa đàm sinh viên với việc tham gia giao thông công cộng và văn hóa xây dựng giao thông được diễn ra tại Ủy ban Nhân dân phường 8 quận Gò Vấp. Tại đây, các bạn đoàn viên thanh niên được trực tiếp thảo luận, đóng góp ý kiến với sự chủ trì của đại diện lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải thành phố Hồ Chí Minh. Tham gia các hoạt động thiết thực trong ngày hoạt động cao điểm, nhiều đoàn viên thanh niên đã bày tỏ sự hứng thú cũng như ý nghĩa của chương trình. Đối với cái chương trình ngày hôm nay, mình cảm thấy rất là ý nghĩa và thiết thực khi mà mình là được hòa mình vào những cái hoạt động ngày hôm nay. Lực lượng tuổi trẻ như em thì chính là những lực lượng đi đầu để mà có thể đưa những cái nội dung này đến với những người xung quanh. Em mong muốn rằng là chính em hay là những các bạn hôm nay có thể tuyên truyền được, lan tỏa được cái năng lượng này để đến với đảm bảo an toàn văn hóa giao thông là gì. Các bạn có thể giúp mọi người hiểu hơn về những hoạt động đó. Đối với mình, những cái hoạt động như là triển lãm tranh hay là rung chuông vàng thì đây là một cái hoạt động khá là thiết thực và tạo nên một cái hứng thú thú vị trong cá nhân em và những bạn đoàn viên xung quanh. Mà đã thú vị như vậy thì sẽ dễ tiếp cận hơn với mọi người và sẽ nhờ như vậy thì sẽ nâng cao được ý thức của mọi người hơn khi tham gia hoạt động an toàn giao thông trên đường. Ngày hoạt động cao điểm chiến sĩ tình nguyện tham gia đảm bảo trật tự an toàn giao thông và xây dựng văn hóa giao thông năm 2024 sẽ được hưởng ứng tổ chức đồng bộ tại các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đây được xem là giải pháp thiết thực ý nghĩa, góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, lan tỏa sự chung tay chung sức của các đoàn viên thanh niên và người dân trên địa bàn thành phố. Chương trình Sân khấu học đường giới thiệu nghệ thuật hát bội đã diễn ra tại Nhà thiếu nhi quận 4 và Trường Đại học Sư phạm thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo các chiến sĩ Hoa Phượng Đỏ, chiến sĩ Mùa Hè Xanh và Thanh thiếu nhi thành phố. Trong khuôn khổ chương trình, ban tổ chức lồng ghép các nội dung cung cấp kiến thức sơ lược về quá trình hình thành của loại hình nghệ thuật hát bội và đặc trưng hóa trang của loại hình này. Ngoài ra, các bạn cũng được thưởng thức các tiết mục hát bội do các nghệ sĩ của nhà hát nghệ thuật hát bội thành phố Hồ Chí Minh biểu diễn và thử tài thực hiện các động tác cơ bản của hát bội như cưỡi ngựa, chèo thuyền. Qua đây, loại hình nghệ thuật hát bội được giới thiệu một cách gần gũi, dễ dàng tiếp cận với các bạn trẻ. Em cũng có nghe và cũng đam mê cái nghệ thuật hát bội này từ lâu rồi, thì được các nghệ sĩ tái hiện lại, diễn lại những cái vở hát bội thì em cảm thấy cái không khí nó rất là tự hào. Mình cảm thấy là mình cũng đam mê nó và cái đam mê đó được truyền đến những người bạn khác. Thì sau khi mà trải nghiệm xong một buổi học tập rất là ý nghĩa như vậy thì em cảm thấy là mình có hứng thú hơn với lại những cái loại hình sân khấu dân gian của Việt Nam mình. Thì ngoài ra em cũng rất là muốn tìm hiểu thêm về sân khấu hát bội. Cách tốt nhất để mà mình có thể khuyến khích giới trẻ tìm hiểu sâu về các loại hình nghệ thuật dân gian đó là mình phải tạo cho giới trẻ đủ điều kiện. Bởi vì hiện tại lý do vì sao giới trẻ chọn những cái thể loại như là TikTok hay là nhạc nước ngoài là do độ phổ biến của nó. Nó giống như là một hiệu ứng đám đông vậy. Thì nếu như mình tạo được cái sự phổ biến để các bạn trẻ được tiếp cận thì các bạn có thể thấy được là sân khấu nghệ thuật dân gian cũng rất là đẹp, cũng rất là hay và ý nghĩa. Thông qua chương trình, nghệ thuật hát bội đã đến gần hơn với thanh thiếu nhi thành phố, khơi gợi trong mỗi bạn tình yêu thích nghệ thuật văn hóa truyền thống của dân tộc, từ đó góp phần bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa này. Trước đó, Ban Chỉ huy Chiến dịch Tình nguyện Hoa Phượng Đỏ tổ chức chương trình Hành trình thành phố tôi yêu năm 2024 cho hơn 100 chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ năm 2024. Tham gia chuyến hành trình, các bạn chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ được tham quan một số công trình lịch sử tại thành phố Hồ Chí Minh bằng xe buýt 2 tầng, nghe thuyết minh tại các địa chỉ đỏ, tham quan bảo tàng chứng tích chiến tranh và dâng hương tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Bến Nhà Rồng. Ngoài ra, các bạn chiến sĩ còn được tham quan trải nghiệm trên xe buýt đường sông tại Bến Tàu Bình An.
những trải nghiệm ý nghĩa trong hành trình Thành phố tôi yêu đã góp phần giúp cho đoàn viên thanh niên và các chiến sĩ tình nguyện Hoa Phượng Đỏ hiểu hơn về mảnh đất con người Thành phố Hồ Chí Minh, khơi dậy niềm tự hào trách nhiệm của học sinh với thành phố thân yêu. Thưa quý vị và các đồng chí, nằm trong khuôn khổ của các chương trình chiến dịch tình nguyện hè năm 2024, hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đã thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của đoàn viên thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh trong tham gia công tác tình nguyện quốc tế, đồng thời góp phần xây dựng tình đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam với nhân dân Lào. Trong 2 tuần hoạt động, nhiều công trình phần việc đã được tuổi trẻ thành phố hoàn thành, để lại dấu ấn đẹp trong lòng người dân nước bạn. Tham gia hoạt động tình nguyện tại Mặt trận nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm nay có 120 chiến sĩ tình nguyện chiến dịch tình nguyện kỳ nghỉ hồng, chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh, hội thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh và văn nghệ sĩ trẻ. Các hoạt động được triển khai tại tỉnh Champasak và tỉnh Atapu của nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Năm 2024 đánh dấu 20 năm các hoạt động tình nguyện hè của thanh niên thành phố được tổ chức tại Lào. Trải qua 20 năm thực hiện, các hoạt động tình nguyện hè tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào không ngừng phát triển, được tổ chức với sự chuyên môn hóa ngày càng sâu, đa dạng về đối tượng, thành phần và nội dung thực hiện. Tiếp tục khẳng định là một phong trào hành động cách mạng tiêu biểu của đoàn viên thanh niên thành phố, góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, ngoại giao hữu nghị của thành phố. Các hoạt động tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào năm 2024 theo tôi đánh giá là đã mang lại nhiều cảm xúc trong các bạn đoàn viên thanh niên. Qua đó, các công trình phần việc thanh niên đã được các bạn thực hiện một cách đầy trách nhiệm, hiệu quả và mang lại kết quả rất là tích cực. Đối với lại nước bạn thì được sự đánh giá cao của cấp ủy cũng như là chính quyền, và đặc biệt là được sự ủng hộ đồng tình của người dân tại nơi mà các bạn đoàn viên thanh niên, các chiến sĩ tình nguyện đến để tổ chức các hoạt động. Qua đó góp phần vun đắp tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc Việt Nam và Lào. Ngay sau khi đến nước bạn, các chiến sĩ tình nguyện hè Thành phố Hồ Chí Minh đã nhanh chóng triển khai nhiều chương trình hành động với tinh thần nhiệt huyết và sẵn sàng cống hiến cho cộng đồng. Một trong những hoạt động được nhiều người dân nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào mong chờ hàng năm đó là chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí. Đoàn y bác sĩ tình nguyện tham gia hoạt động tình nguyện năm nay là các bác sĩ thuộc Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Tận mắt chứng kiến điều kiện sinh hoạt của người dân địa phương còn thiếu thốn và khó khăn, ai nấy cũng quyết tâm khẩn trương thăm khám thật tốt cho người dân. Tôi bị đau ngực, đau cổ, đau lưng bấy lâu nay rồi mà chưa có điều kiện đi khám. May là hôm nay có bác sĩ Việt Nam qua. Thực sự rất cảm ơn các bác sĩ đã chịu khó qua đây để hỗ trợ cho bà con chúng tôi. Bà con chúng tôi rất mừng vì có đoàn bác sĩ Việt Nam đến thăm khám cho bà con chúng tôi. Thực sự thì các điều kiện y tế hiện tại của chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế. Do đó, những chuyến thăm khám như vậy của các bác sĩ Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều về y tế cho bà con chúng tôi. Atapu là địa phương có điều kiện tự nhiên tương đối giống các tỉnh Tây Nguyên của nước ta. Đây cũng là nơi có điều kiện để phát triển một số loại cây trồng như cà phê, cao su và một số nông sản khác. Tuy nhiên, hiện tại sản xuất tại địa phương vẫn mang tính nhỏ lẻ, tự cung tự cấp. Vào mùa mưa thì tầm khoảng 70% bà con đều hoạt động sản xuất nông nghiệp. Phần lớn bà con chúng tôi trồng các loại gạo, cây lương thực. Trong thời gian tới, chúng tôi muốn đưa nhiều loại cây trồng khác như rau xanh, các loại cây lấy củ, khoai mì vào trồng để tăng thêm thu nhập và phát triển kinh tế cho địa phương. Tuy nhiên, việc áp dụng các tiến bộ kỹ thuật vẫn còn có phần hạn chế. Với những tư vấn của các kỹ sư sẽ giúp bà con phương thức canh tác hiệu quả và phát triển bền vững hơn trong thời gian tới. Áp dụng những kiến thức và kinh nghiệm của mình, đội hình kỹ sư nông nghiệp đã có những hoạt động hướng dẫn người dân kỹ thuật nông nghiệp sao cho thực tế và dễ hiểu nhất với người dân Lào, và chia sẻ về mô hình nông nghiệp công nghệ cao để người dân cùng tìm hiểu, hướng đến nâng cao chất lượng và giá trị của sản phẩm nông nghiệp, đồng thời tặng hạt giống một số loại rau củ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng của nước bạn. Tuy là hai nước đều có truyền thống là về nông nghiệp, tuy nhiên thì cái mô hình sản xuất ở bên Lào hiện nay còn rất là thô sơ, bà con chủ yếu là tập trung sản xuất theo cái truyền thống từ trước giờ. Đa số bà con thì chưa có được đào tạo qua cái trường lớp và quy trình kỹ thuật nào hết, cho nên năng suất hiện nay còn khá là thấp so với Việt Nam. Hiện nay là qua đây là chủ yếu là xem cái mô hình sản xuất nông nghiệp ở thực tế địa phương, thì mình sẽ hướng dẫn người ta những cách đơn giản nhất để mà cải thiện được cái năng suất cây trồng.
Bên cạnh đó, các hoạt động an sinh xã hội đã được các chiến sĩ tình nguyện tổ chức đa dạng tại hai tỉnh Chăm Bang Khắc và tỉnh Atabu, như trao tặng căn nhà hữu nghị thanh niên Việt Lào, máy lọc nước, máy bơm nước và trao quà cho kiều bào người Việt đang sinh sống tại Lào và người dân Lào có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng ba lô dụng cụ học tập, tập trắng cho học sinh tại Lào, sơn vẽ và khánh thành các sân chơi cho thiếu nhi. Các chiến sĩ dù vất vả nhưng vẫn luôn nở nụ cười rạng rỡ và mang lại một bầu không khí vui tươi, phấn khởi ở bất cứ đâu mà đoàn đặt chân đến. Thăm và động viên các chiến sĩ tình nguyện đang tham gia hoạt động tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, trưởng ban dân vận Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo thành phố đã ân cần thăm hỏi, biểu dương tinh thần xung kích, tích cực tham gia các hoạt động của các chiến sĩ tình nguyện hè tại Lào. Chúc các chiến sĩ tình nguyện luôn mạnh khỏe, hoàn thành tốt nhiệm vụ và gửi lời cảm ơn đến các địa phương đã tạo điều kiện cho các chiến sĩ tình nguyện tham gia các hoạt động cộng đồng, hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Các hoạt động tình nguyện hè của thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra trên nước bạn Lào không chỉ thể hiện khát vọng cống hiến của tuổi trẻ thành phố mà còn khắc sâu thêm sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa các tỉnh thành của Lào và Thành phố Hồ Chí Minh. Các chiến sĩ tình nguyện hè năm 2024 vẫn đang tiếp bước hành trình 20 năm vẻ vang của tuổi trẻ thành phố tình nguyện tại nước bạn Lào. Dù ở Atabu hay Chăm Bà Sát đều đậm nét dấu ấn tình nguyện vì cộng đồng và tinh thần đoàn kết của hai quốc gia, hai dân tộc. Đến đây, thời lượng của chương trình truyền hình thanh niên kỳ này cũng đã hết. Nhân ái xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các đồng chí trong chương trình kỳ sau. Mọi thông tin đóng góp cho chương trình, quý vị và các bạn có thể gửi thư về địa chỉ Ban biên tập truyền hình thanh niên, số 1 Phạm Ngọc Thạch, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Email truyền hình thanh niên thành phố Hồ Chí Minh @gmail.com. Số điện thoại 028 38 298 669. Nhân ái xin chào và hẹn gặp lại.